Rồi, kính chào quý vị các bạn thân mến nha. Hôm nay anh em anh Châu xuống anh Thủy Bình Phụng Nhất quý vị. Đứng cũng tám mấy cây mai vàng, mấy cây tứ quý quý vị. Rồi cũng quay cho quý vị tham khảo luôn. Này từ sáng giờ xuống anh Nhận với Thái cũng làm bầu được hai gốc quý vị. Xả phổi ra rồi. Hoành cũng khá lớn quý vị. Đế thì cũng nói chung là cũng đều. Mai vàng quý vị. Này cái này là mai vườn không nha quý vị, mai thiên nhiên, mai chim bỉa nha quý vị. Đây cái này đế là có 24 giờ hết luôn quý vị, lùng lực. Đó, quay vô quý vị tham khảo. Còn đây là cây tứ quý quý vị. Nói chung là quen cái khu vườn đó quý vị. Nó nằm rải rác một cây, chỗ này một cây, đầu mương cây, đầu cuối mương cây. Nó nằm không chỗ, nằm cũng như là mai, nhưng mang dạng mai rừng mà hồi đó nó tự lên quý vị. Ở nằm trong vườn người ta chỗ này kia cây liếp cây liếp cây vậy đó. Rồi, để chút tiếp tục mình quay cho quý vị tham khảo tiếp nha. Mình phụ anh Thái làm để quý vị sẵn thấy đang đứng thấy có mấy anh đang cưa dừa quý vị. Ảnh mua dừa mà dùng cái máy kéo. Đó cái máy đó quý vị. Thả bị cáp lút vô trong động kéo nguyên cây ra tới đây luôn. Thổi có bắt bánh. Đã cực hơn vậy. Dùng thế. Ở dưới cái mương kia anh Nhẫn á, bèn rồng khủng khiếp luôn á, mương ở dưới á không biết còn bự, em thấy nhăm nhăm cả ngàn con à. Á cái đó có cái vợt không biết, thấy nó nhăm nhăm nhóc luôn á, không biết bự hay nhỏ. Tưởng nhiều quá thầy chút điện như thấy à. Thì là cô chủ nhà cũng đang nói chuyện với anh Châu quý vị. Đó. Cô kể chuyện. Cô kể chuyện thời xưa quý vị. Có người về vui ha. Cây này chơi ngay gốc dừa luôn ha. Còn nữa anh Nhẫn, còn hai cây ngay gốc dừa nữa. Ừ, cái gì? Làm bãi rác đàn cây. Má gì mà đem vô đó tao cũng bướng. Có tiền mà bướng. Đàn cây với đằng đó cây quý vị. Bên kia ăn cây. Rải rác quý vị. Ngon mình nhét từ 500 ngàn với đích gốc dừa tao mua vô thấy. Đằng kia là cây mai tứ quý. Đậu mà chỉ là chơi đang thải có tài đó đó. Đúng không anh Thái? 400 em ơi, chiều nay 400 em ơi. Tắm Thái. Tắm em. Cái này anh lấy phong hơi cao. Đây vườn dừa không à. Từ này mới có nó mối không ha. Có. Chỉ có cửa đầu bắp nữa kìa. Làm này hái ở dưới được mấy ta nó mối chứ. Ông nói hả? Bà giật giật cua đó, cua đâu có mối. Bà anh có đậu bắp nữa kìa, chút ăn đậu bắp ngà voi không? Ngà voi cho ốc khỉ. Đất thấp rồi. Bà đợi hai túi đẹp lắm. Bự. Bị không đẹp, bự. Họ cô rồi, em cô, của em cô. Rồi đi như là số. Cái này củ nở nha quý vị. Thấy dòng củ dưới củ nó nở ra.
Kiến vàng cắn thấy bà nội cha luôn nè anh em ơi. Kiến vàng. Đó, kiến vàng nãy quy ngổ luôn mà. Có ổ chim nữa. Dạ yeah, anh Châu ổng ngồi đó, có nào ảnh bị gãy cầu lọt dưới mắc cười dữ ha. Đang ngồi làm cái tẩm cái. Xuống dưới hầm cá tra rỉa luôn. Cá tra bị chán rồi. Còn đó tả bí lụ nhúng giấm à. Té mừng cầu có bớt. Để gõ mối nè ha. Đây. Cái tứ quý quý vị, nằm ngay góc vườn nữa. Còn cái tứ quý cái mai vàng nữa là xong quý vị. Nó còn cây mai vàng nằm bển quá vậy. Xả phôi rồi. Ngay ổ mối luôn. Xâm thủ. Rồi, hôm nay cũng xong rồi quý vị. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báo xem hết clip ra giờ anh Châu anh trả xe về quý vị. Quý vị, ngày mai sẽ lên chi tiết báo giá cho quý vị.